Kính chào quý vị và các bạn. Hôm qua ngày 6 tháng 4, cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày giữa nhóm P5 cộng 1 gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức với Iran tại thành phố Almaty, Kazakhstan đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào về cách tiếp cận chung cũng như chưa đưa ra được lịch biểu cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Cũng trong ngày hôm qua, một trận không kích vào thành phố Aleppo của Syria đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng vì nội chiến tại đây chỉ tính riêng trong tháng 3 và đầu tháng 4 lên tới con số 6.000 người. Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện mới mà không mới tại hai điểm nóng ở khu vực Trung Đông. Đó là những cập nhật tình hình chiến sự tại Syria cũng như diễn biến tiếp theo của cuộc tranh cãi kéo dài gần một thập kỷ qua liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran. Mời quý vị cùng theo dõi. Không có vòng đàm phán mới nào được lên lịch, song các nhà đàm phán của các cường quốc, những người đầu năm nay đã khẳng định rằng thời gian giải quyết vấn đề hạt nhân Iran đang sắp hết, vẫn nói rằng các biện pháp ngoại giao sẽ được tiếp tục. Bà Catherine Ashton, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu-EU, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán của nhóm các cường quốc gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức cho biết quan điểm của hai bên vẫn có sự khác biệt bản chất cốt lõi của vấn đề trong đàm phán. Mặc dù vậy, phát biểu với báo giới sau khi kết thúc đàm phán, bà Ashton cho biết nhóm P5 cộng 1 vẫn trông chờ vào một cam kết thực sự từ phía Iran đối với đề xuất này. Bà Ashton cũng cho rằng các cường quốc phải đưa ra đề xuất hấp dẫn hơn mới có thể thuyết phục được Iran từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này. Điều chúng ta cần là phải đảm bảo được rằng gói điều kiện đưa ra đủ xây dựng lòng tin cho các bên nhằm hiện thực hóa nó. Gói điều kiện đó cũng phải mang lại lòng tin cho các bên đại diện cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Có như thế các bên mới cởi mở được. Để đảm bảo gói đề xuất có công bằng và cân bằng, chúng tôi vẫn phải tiếp tục thảo luận. Đó cũng là lý do vì sao chúng tôi phải trở lại quá trình tham vấn. Trong vòng đàm phán lần này, các cường quốc yêu cầu Iran đình chỉ mọi hoạt động làm giàu urani nhạy cảm nhất ở nước này để đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt quốc tế ở mức khiêm tốn. Iran đã không chấp nhận lời đề nghị này và khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn phục vụ mục đích hòa bình và rằng kho vũ khí hạt nhân của Israel mới là điều đe dọa hòa bình. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Mỹ lại cho rằng vòng đàm phán vừa qua không hẳn đã thất bại, bởi lẽ thiện chí của các nhà đàm phán Iran trong việc tham gia vào các cuộc thảo luận chi tiết về đề xuất của nhóm P5 cộng 1 là dấu hiệu tích cực nhất trong nhiều năm qua. Ông cho biết thêm rằng ý định của các cường quốc là tiếp tục thực hiện cam kết thúc đẩy hơn nữa những nỗ lực ngoại giao. Về phần mình, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran Saeed Jalili thừa nhận khác biệt về quan điểm giữa hai bên. Chúng tôi đã đề xuất kế hoạch hành động của chúng tôi, song các bên tham gia khác không sẵn sàng chấp thuận đề xuất này. Họ yêu cầu có thêm thời gian để nghiên cứu. Đồng thời, ông Saeed cũng nhấn mạnh các cường quốc thế giới cần phải giành được niềm tin của người dân Iran trong tiến trình thương lượng về chương trình hạt nhân, kêu gọi các bên đàm phán có thái độ thích hợp. Ông nhận định cuộc đàm phán vừa qua thực chất bao quát và toàn diện, song cũng nhấn mạnh quyền làm giàu urani là một quyền không thể nhượng bộ của người dân Iran. Trong bối cảnh Bắc Triều Tiên, quốc gia giống Iran ở điểm không tuân thủ yêu cầu của quốc tế về việc kiềm chế chương trình hạt nhân của nước này, đe dọa tiến hành tấn công hạt nhân trong những tuần gần đây, các cường quốc phương Tây hiểu rõ điều gì có thể xảy ra nếu họ không tìm được một giải pháp cho chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, theo nhận định của giới chuyên môn, khác với Bắc Triều Tiên vốn đang nếm trải quá nhiều lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và các gói trừng phạt mới nếu có cũng sẽ chẳng thể khiến Bình Nhưỡng suy yếu hơn được nữa, thì có vẻ như các lệnh trừng phạt đang ăn mòn dần nền kinh tế của Iran và có thể đây sẽ là yếu tố khiến quốc gia Trung Đông này phải nhượng bộ. Theo nhận định của một số chuyên gia và các nhà ngoại giao, cuộc bầu cử Tổng thống Iran vào tháng 6 tới đây đang khiến phương Tây thêm lo ngại về chiến lược ngoại giao hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này và không loại bỏ khả năng các cuộc đàm phán mới có thể diễn ra trước khi bầu cử Tổng thống Iran được tổ chức. Tuy nhiên, trước hết, nhóm 6 cường quốc cần quyết định thực hiện những bước đi nào nhằm thúc đẩy các hoạt động ngoại giao, tăng cường các lệnh trừng phạt kinh tế hiện đang nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ quan trọng và hoạt động ngân hàng của Iran có khả năng trở thành một lựa chọn. Nhóm 6 cường quốc đã nỗ lực thuyết phục Iran từ bỏ chương trình làm giàu urani cấp độ cao, coi đây là bước đi đầu tiên nhằm tiến tới một thỏa thuận lớn hơn. Trong khi đó, Iran muốn các lệnh trừng phạt kinh tế chính, bao gồm các lệnh trừng phạt nhằm vào việc xuất khẩu dầu mỏ và hoạt động ngân hàng của nước này được gỡ bỏ và quyền làm giàu urani của họ được công khai công nhận. Các nhà ngoại giao cho biết, các nhà đàm phán của Iran có vẻ sẵn sàng nhượng bộ đối với yêu cầu đòi Tehran chuyển ra nước ngoài kho urani được làm giàu ở cấp độ 20%, loại sản phẩm nhạy cảm khiến các cường quốc lo ngại rằng Iran đã đạt được bước tiến quan trọng trên con đường chế tạo nguyên liệu sản xuất vũ khí hạt nhân.
Một cách để giải quyết kho urani này của Iran là tăng tốc độ việc đổi urani được làm giàu ở cấp độ cao, lấy nhiên liệu cho các lò phản ứng. Tuy nhiên, chỉ thực hiện riêng cách này sẽ không đủ để xoa dịu những lo ngại của quốc tế. Theo các chuyên gia, hiện các cường quốc ngày càng lo ngại về việc không thể để tình trạng như hiện nay với Bắc Triều Tiên xảy ra với Iran. Vì vậy, nhóm P5+1 sẽ quan tâm hơn tới việc giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran trước khi nước này đạt được phát triển như Bắc Triều Tiên và sở hữu vũ khí hạt nhân, bởi điều này sẽ khiến tình hình tại Iran trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn. Cuộc khủng hoảng hiện nay tại Bắc Triều Tiên có thể thúc đẩy các cường quốc phương Tây hành động, đặc biệt là Mỹ, nhằm kiềm chế Iran bằng những lệnh trừng phạt mới. Việc leo thang căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington có thể giúp Tehran rút ra vài bài học về việc họ có thể chống đối lại phương Tây tới mức độ nào. Trong nhiều năm qua, Iran đã theo dõi sát sao tình hình tại Bắc Triều Tiên và các nước có liên quan. Hiện nay, tất nhiên Tehran sẽ theo dõi xem phương Tây sẽ tạo ra bao nhiêu áp lực đối với Bình Nhưỡng. Có sự khác biệt rõ ràng giữa động cơ thúc đẩy chương trình hạt nhân của Iran với động cơ của Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên nằm dưới sự cai trị của một nhà lãnh đạo duy nhất và quốc gia này đã rút khỏi hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Tehran vẫn là thành viên của hiệp ước này và là đối tượng chịu sự điều tra của các thám sát viên hạt nhân của Liên Hợp Quốc. Cũng theo các chuyên gia, mặc dù Iran sẽ không trở thành một Bắc Triều Tiên nguy hiểm, khó lường và đặc biệt là bất cần đời thứ hai, nhưng nếu Tehran xác định rằng việc đảm bảo an ninh quốc gia phụ thuộc vào việc sở hữu vũ khí hạt nhân, thì mọi lệnh cấm vận hay trừng phạt đều không làm thay đổi quyết tâm của họ. Thực tế, thế giới ngày nay càng tăng cường cấm vận thì càng làm cho Iran cảm thấy mình dễ bị tấn công, nên càng tạo thêm lý do để Iran quyết tâm tìm cách bảo vệ mình đến cùng. Cùng nằm trong khu vực chảo lửa Trung Đông và là một đồng minh thân cận của Iran, từ lâu, chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đã luôn nhận được sự hỗ trợ của Tehran trong cuộc chiến chống lại quân nổi dậy và sự can thiệp của các nước bên ngoài. Cuối năm 2012, tại hội nghị thượng đỉnh phong trào không liên kết tổ chức ở Tehran, Iran thậm chí đã từng đệ trình một đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Syria. Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất từ Syria với con số thương vong ngày một gia tăng khiến cho dư luận không có một chút lạc quan, hy vọng nào. Ngày 6 tháng 4, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết đã có ít nhất 15 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ không kích nhằm vào một khu vực có đa số người quốc sinh sống ở thành phố Aleppo của Syria. Tổ chức này nêu rõ số người thiệt mạng trong vụ không kích ở khu vực đường biên giới phía Tây Sheikh Massoud đã tăng lên 15 người, trong số đó có 9 trẻ em dưới 18 tuổi và 3 phụ nữ. Một số nhân chứng cho biết con số thương vong có thể còn gia tăng. Trước đó, hãng tin Pháp AFP cũng dẫn lời Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết, với hơn 6.000 người thiệt mạng, tháng 3 vừa qua là tháng đẫm máu nhất trong cuộc xung đột đã kéo dài 2 năm ở Syria. Theo giám đốc tổ chức này, ông Rami Abdel Rahman, 1/3 số thương vong trên là dân thường, trong đó có hàng trăm phụ nữ và trẻ em. Cũng theo ước tính của tổ chức này, kể từ tháng 3 năm 2011, thời điểm nổ ra cuộc khủng hoảng ở Syria, đã có tổng cộng 62.594 người thiệt mạng. Còn theo số liệu của Liên Hợp Quốc công bố từ tháng riêng, con số này là hơn 70.000 người. Theo báo cáo mới nhất của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn công bố ngày 1 tháng 4, số người tị nạn Syria tại Liban hiện đã lên đến gần 400.000 người. Trong số đó, mới khoảng 251.000 người đăng ký quy chế tị nạn. Riêng trong tháng 3 vừa qua, có khoảng 48.000 người Syria phải sang lánh nạn tại Liban. Cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 2 năm qua tại Syria đã bước vào giai đoạn bước ngoặt khi lực lượng đối lập Syria họp để thành lập chính phủ lâm thời và hai bên cáo buộc nhau sử dụng vũ khí hóa học vào cuối tháng trước. Trước tình hình trên, Mỹ và NATO đã lên kế hoạch can thiệp khẩn cấp vào Syria. Tư lệnh quân sự cho bù của Mỹ tại châu Âu và một số nghị sĩ Mỹ cũng kêu gọi chuẩn bị can thiệp về quân sự vào nước này. Những kinh nghiệm lịch sử cũng như thực tế cho thấy Mỹ đang chơi trò mạo hiểm khi đứng về phía các tổ chức cực đoan ở Syria. Tuy nhiên, trong lúc này, rất có thể là Mỹ buộc phải làm như vậy vì không có sự lựa chọn nào hơn là vì mục tiêu cốt yếu là bảo vệ bằng được những lợi ích của Mỹ tại Trung Đông, dù ngắn hạn còn hơn mất trắng. Trong bài phát biểu mới đây trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ kiêm Tư lệnh Bộ Chỉ huy tối cao NATO tại châu Âu, Đô đốc James Stavridis khẳng định, NATO đang xây dựng kế hoạch khẩn cấp để sẵn sàng can thiệp quân sự vào Syria khi được Liên Hợp Quốc và các nước thành viên yêu cầu. Ông Stavridis cũng đề nghị cung cấp vũ khí cho phe đối lập với hy vọng phá vỡ tình trạng bế tắc, lật đổ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Ngoài ra, hai thượng nghị sĩ hàng đầu của Đảng Cộng hòa là John McCain và Lindsey Graham ra tuyên bố chung kêu gọi Quốc hội Mỹ ủng hộ một sự can thiệp mạnh mẽ hơn của Mỹ và Syria.
Các cuộc thảo luận của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO cũng tập trung vào việc áp đặt vùng cấm bay, cung cấp trợ giúp phi sát thương cho phe đối lập Syria và áp đặt lệnh cấm vận vũ khí. NATO cũng cân nhắc nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng không của Syria. Tổ chức này đã sắp đặt các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ dọc theo biên giới với Syria có đủ khả năng bắn hạ máy bay chiến đấu. Bên cạnh đó, trong bối cảnh diễn biến của xung đột ở Syria ngày một phức tạp, tờ Thời báo New York của Mỹ số ra đầu tháng 4 vừa tiết lộ việc vận chuyển vũ khí cho quân nổi dậy Syria bằng đường hàng không đang được tăng cường với sự giúp đỡ của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA. Thông tin này khiến dư luận hết sức lo ngại vì cho rằng cuộc chiến ở đây sẽ còn tiếp tục dai dẳng và đẫm máu hơn. Theo báo trên, ngay sau chuyến công du hồi cuối tháng 3 mới đây của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới một số quốc gia Trung Đông láng giềng của Syria, Mỹ đã công khai tăng cường can thiệp quân sự vào tình hình Syria. Điển hình nhất là việc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới Iraq để yêu cầu nước này phong tỏa việc cung cấp vũ khí từ các nguồn khác nhau cho quân chính phủ Syria thông qua lãnh thổ Iraq. Ông Kerry cũng không giấu giếm một sự thật là thông qua CIA, Washington sẽ tìm mọi cách để trang bị vũ khí cho các tổ chức và phong trào đối lập được phương Tây ủng hộ đang chiến đấu chống lại các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad ở bên trong lãnh thổ Syria. Một số nguồn tin khác cũng cho biết, trong mấy tháng qua, với sự trợ giúp của CIA, các chính phủ Ả Rập ở vùng Vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường đáng kể viện trợ quân sự cho các chiến binh đối lập Syria bằng cách mở rộng vận chuyển bí mật vũ khí và các loại thiết bị chiến tranh bằng đường hàng không cho quân nổi dậy chống Tổng thống Assad. Từ các văn phòng nằm ở những địa điểm bí mật của Trung Đông, các nhân viên CIA đã giúp các chính phủ Ả Rập mua vũ khí, phần lớn là từ Croatia, một nước Cộng hòa thuộc Liên bang Nam Từ cũ, để cung cấp cho quân nổi dậy Syria. Đây là một chiến dịch hậu cần quân sự bí mật được lên kế hoạch và phối hợp rất chặt chẽ giữa Washington với các chi nhánh của CIA tại khu vực, cũng như giữa các chi nhánh này với các nước Ả Rập sở tại và Thổ Nhĩ Kỳ. Qua đây có thể thấy phần nào thực chất của chiến tranh ở Syria là một chiến dịch của CIA nhằm lật đổ Tổng thống Assad, một đồng minh của Iran và bị coi là một trở ngại cho những lợi ích của Mỹ tại Trung Đông. Các chuyên gia phân tích cho rằng, việc phe đối lập ở Syria thành lập chính phủ lâm thời đã đặt dấu chấm hết cho một giải pháp chính trị được quốc tế ủng hộ, đồng thời sẽ làm khủng hoảng Syria trầm trọng hơn. Việc các cường quốc phương Tây một mặt luôn đặt vấn đề tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Syria, mặt khác công khai ủng hộ trên phương diện quân sự cho phe đối lập tại đây đã khiến dư luận thực sự lo ngại. Ngoài vô vàn những hệ lụy khủng khiếp từ cuộc nội chiến mà người dân Syria đang phải gánh chịu, thì cũng không loại trừ khả năng nếu thành trì Damascus sụp đổ, đây sẽ là cú hích đầu tiên của một chuỗi domino bất ổn cho toàn khu vực Trung Đông. Trong bối cảnh giao tranh nổ ra trên khắp Syria giữa quân chính phủ với lực lượng nổi dậy, nhiều nước, trong đó có Nga, một đồng minh thân cận của chế độ Damascus cho rằng tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang ngày càng xấu hơn. Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng từng phát biểu đã đến lúc Tổng thống Bashar al-Assad phải ra đi. Ngày 5 tháng 4, trong cuộc trả lời phỏng vấn hai cơ quan truyền thông của Thổ Nhĩ Kỳ và được đăng tải trên trang mạng cá nhân, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cảnh báo rằng nếu chế độ của ông sụp đổ, Syria bị chia cắt hoặc nếu các lực lượng khủng bố lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, thì điều đó có thể tạo ra hiệu ứng domino và đẩy khu vực vào tình trạng bất ổn trong nhiều năm, thậm chí là hàng thập kỷ. Lời cảnh báo của Tổng thống Assad cho thấy chế độ của ông đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Tuy nhiên, đúng như lời Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố, điều mà cộng đồng thế giới quan tâm nhất chính là một giải pháp có thể cứu giúp khu vực và người dân Syria, bởi khi cuộc nội chiến xảy ra, thì những người dân Syria vẫn là người chịu thiệt thòi và mất mát nhiều nhất. Tôi không thấy sự ổn định. Có rất nhiều bom nổ, nhiều người thiệt mạng trong tình trạng bất ổn, rất nhiều ngôi nhà bị hư hỏng hoặc bị đốt cháy. Tôi rất nhớ gia đình của tôi. Tôi đã không gặp họ trong suốt 6 tháng qua, và cũng không biết được tin tức gì, không có bất cứ một mối liên hệ nào với gia đình. Chính vì vậy, mối quan tâm lớn nhất của họ là bao giờ chiến tranh kết thúc. Tôi hy vọng năm 2013, đất nước sẽ hòa bình, các tù nhân của chúng tôi sẽ được thả tự do và những nỗi đau sẽ được xoa dịu. Chúng tôi ước được trở về quê hương Syria yêu dấu trong năm nay. Tôi mong đợi ngày được trở về đất nước, trở về ngôi nhà của mình, để con em chúng tôi được bảo vệ và sống trong cuộc sống hạnh phúc. Thưa quý vị, sau hơn 2 năm Syria chìm trong nội chiến, hơn 70.000 người thiệt mạng, hàng triệu người mất nhà cửa. Cuộc nội chiến xảy ra, chỉ có người dân Syria mới thấu hiểu nhất cảm giác đau đớn khi mất người thân, gia đình ly tán, đói rét khổ cực khi phải sống ở các trại tị nạn xa quê hương. Vì vậy, mong mỏi lớn nhất của họ lúc này có lẽ không còn là sự tồn tại hay diệt vong của một chế độ, mà đơn giản chỉ là một cuộc sống bình yên không tiếng súng. Thế nhưng, với những gì đang diễn ra hiện nay, mong muốn ấy dường như là bất khả thi.
bởi khi những người cầm cân nảy mực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vẫn bất đồng sâu sắc về cách thức tiếp cận vấn đề Syria, thì Syria vẫn khó tránh rơi vào cảnh huynh đệ tương tàn và phía trước Syria vẫn là một tương lai ảm đạm. Chuyện đồng chuyện Tây đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt.